Chào các bạn đến với channel Sun Blog. Bây giờ là 8 giờ kém các bạn, 8 giờ kém buổi sáng. Thì sáng hôm nay, sáng ngày mai thì mình sẽ lên máy bay và về nước. Thì chỉ còn khoảng hơn 20 tiếng nữa thôi. Thì mình sẽ về nước, về Việt Nam các bạn. Đây là tất cả những cái đồ đạc của mình. Đây, mình sẽ mang về. Mình sẽ đang sắp xếp và đang dọn dẹp và cho vào đây. Đang gấp ấy. Đây là hai cái vali trống. Đây một cái vali không có gì này. Không có gì, bây giờ mình đang sắp xếp vào các bạn. Vali này thì mình mới mua hôm trước, cái này thì mình mang từ 3 năm trước lúc mình sang Nhật đấy các bạn. Thì là nhiều bạn cũng bảo mình là làm cái video và mình mang đồ đạc và những cái gì về Việt Nam. Hôm nay thì mình sẽ làm review hết những cái gì mình mang về luôn các bạn. Mình sẽ để cái camera đây để review hết luôn. Nói thực sự cái này toàn cái đồ dùng cá nhân hàng ngày của mình, nó cũng không có cái gì cả, cũng chả có hàng cấm hàng nóng cái gì cả, mà hàng cấm hàng nóng không ăn được lên máy bay. Thế là mình rất thoải mái, mình sẽ review hết tất cả cho bạn xem. Đây cái này, đây từ đây cái này, mấy hộp sữa là không phải đâu của anh em. Đây là quần áo này bạn. Thực ra là quần áo của mình là cũng toàn là quần áo mặc hàng ngày. Đây mình đã làm cả mấy trăm video, đa số là cái quần áo là mình em mặc mang về thôi. Mình cũng không mua cái gì bởi vì là bạn mà cũng không có thời gian mua. Và đáng ra mình 26 mình về, nhưng mà bởi vì là ngày 23 thì là không có chuyến bay, là người ta sẽ kiểu phong tỏa cái đường máy bay Việt Nhật, từ Nhật sang về Việt Nam và từ Việt Nam sang Nhật Bản, là người ta sẽ kiểu như do dịch cúm ấy đấy. Thì là mình về trước một ngày, người ta sắp xếp thì là đây mình không mua được gì luôn bạn. Quần áo này đa số là mình mới hôm trước mua một chút ấy. Đấy, đây toàn bộ quần áo của mình sẽ mang về. Đấy, mình cũng không cần biết là bao nhiêu, chỗ này chắc không cần review à. Như quần áo này hàng ngày mình cũng không quan trọng lắm bạn, quần ăn mặc mọi thứ nói chung là đơn giản lắm. Mình thích là bạn thấy là mình đi công trường đa số mặc quần áo đen, mình thấy nó thoải mái. Còn quần áo hàng ngày sinh hoạt này nói chung là nó lấy kích nhiều thứ. Đấy, mình thích là một màu thoải mái nữa. Đây mình sẽ review tất cả những cái thứ mà bên cạnh đây bạn. Nó hơi bóng nhỉ. Mình sẽ ngồi này nhé. Mình sẽ review làm nhanh bạn tí, còn rất nhiều việc nữa bởi vì là hơn 20 tiếng nữa mà tí chiều còn liên hoan hay là còn đi ra ngoài mua một chút đồ. Nó còn nhiều thứ lắm bạn, mua thêm, nói chung là chỉ thêm, đây là tất cả những cơ bản rồi. Đấy. Mình biết là hôm qua người ta mới báo. Đấy. Báo là chuyến bay bởi vì là kim lịch như thế. Đấy, mình sẽ review ở đây nhé. Lần lượt luôn. Thứ nhất là đây sách. Quần áo là không tính rồi. Sách đây bạn, đây là sách quý của mình. Đấy, sách quý cái chừng này khá nặng này, phải tầm 5-7 cân đấy, 5-7 cân. Đấy. Đây quan trọng sách quý. Cái này là sách bạn, đấy. Sách đây, sách rất là nhiều bạn. Đấy. Chừng này mình cân cũng phải tầm hơn chục cân mà nó rất là nặng, nó gọn này. Đấy, sách này hôm qua đệ Phong nói là bảo ơi. Đệ Phong bảo anh nào bây giờ anh kiểu em hay người từ đâu đến đưa em về hành trái đất này, tại sao không mua bánh kẹo này, mua cái đồ quà cáp mọi thứ lại mang sách về. Đấy, mà sách này bãi rác mọi thứ đời, thực sự các bạn, loại sách này không bao giờ có ở bãi rác nhé bạn, không bao giờ có bãi rác. Ở bãi rác chỉ có loại tạp chí này, báo này, hay là loại truyện tranh này, hay là ở những cửa hàng đồ cũ bán cái loại sách đấy chỉ là 1-2-30 nghìn tiền Việt Nam. Nhưng loại sách này kể cả đồ cũ nó cũng không giảm giá nhiều bạn ạ. Ví dụ như cái cuốn này, đấy, cuốn này nó xin tư khoảng 300 ngàn, nhưng nó giảm giá thì nó còn 900 yên thì phải tầm 180-200 ngàn bạn. Đấy, nên mình mua vài cuốn sách mới như cuốn này cũng phải tầm 300 ngàn, nên mình mới mua cuốn này thì cũng 200-300 ngàn. Tính ra tiền Việt thì bạn, chỗ này phải tầm hơn chục triệu của mình ấy, đấy, sách của mình đây, review nhanh chỗ này thôi. Sách của mình hơn 10, nói chung là mình bỏ hết tất, bỏ cái không mua bánh kẹo, không mua quà cáp, nhưng mà sách là phải mang về. Đấy, mình sẽ ưu tiên sách hơn bạn. Đấy, sách đây mình sẽ xếp hết sang như từ cái một luôn này. Nó rất là nặng cái này nhá. Đấy, toàn loại sách nói chung tiếng Nhật thì không dạy, nhưng mà mình sẽ phải học bởi vì là nó rất là quan trọng và nó nhiều thứ khác, cũng không phải là mình để kiếm tiền này kia, nhưng mà nó rất là nhiều cái mình có cần thiết đến tiếng Nhật. Mặc dù cái tiếng Nhật mình bây giờ rất kém, cực kém luôn các bạn. Vì thực ra lý do thời gian là không có thời gian học nó là một cái thôi. Nhưng mình về mình sẽ cố gắng đọc, nói chung là không biết trình độ nào, mình cũng chưa hứa hẹn mà cũng không nổ nước gì hết. Đấy, mình đọc một vài cuốn rồi, nhưng mà cái điều mình thấy là thứ nhất là phải khiêm tốn đã. Đây là mình không phải khoe khoang của gì, bởi vì là mình quay hết tất cả những gì mình mang về Việt Nam thì mình phải quay, vì đây là cái thứ quan trọng không, là mình phải quay đây bạn. Đấy, mình mang khoảng tầm hơn 20 cân sách bạn, tổng là mang hai vali này được khoảng 4-6 cân, nhưng mà cái vali này rất là nặng đây bạn. Cái vali này bạn, đấy, cái vali này nó nặng là 7 cân bạn. Đấy, 7 cân
Cái này là 5 cân thì là tổng là 12, 13 cân, gần 13 cân bạn đấy. Thế là hai cái 46 cân này, được mang 46 cân mỗi cái vali này được 2-3 cân. Đấy. Thì cái này 7 cân thì chỉ còn 15, 6 cân. Nói chung là cộng với lại hành lý xách tay khoảng 12 cân nữa là được bao nhiêu nhỉ? 58 cân mà trừ đi khoảng riêng hai cái vali đã còn hơn 4 cân, tầm 45 cân bạn. Đấy. Tầm còn 45 cân. Để xách đây thì vì 45 cân thì mình cũng gần 25 cân xách rồi các bạn. Đấy. Nói chung là mình sẽ chọn lọc lọc qua, nói chung phải tầm 20 cân xách bạn. Đấy, đến hết xách nhé. Mình sẽ review những cái thứ này và khác mọi thứ đây. Đấy, nó hơi hơi bóng các bạn. Cái này định live stream mà live stream thì nó lại chất lượng nó không tốt đấy các bạn, nên là mình sẽ dùng cái ấy này, các bạn thông cảm nhé. Mình sẽ đăng nguội lên live stream, mình nói chung là mình cũng không muốn là ấy biết chi tiết cái thông tin cá nhân mình quá, mình đi đâu về đâu làm cái gì mà ngay mọi thứ nữa thì các bạn thông cảm. Cái này chân chân máy quay mình sẽ đợi một chút nhé bạn. Đấy, cái này nó hơi ngược sáng bởi buổi sáng nắng bạn, nắng vào đây anh em thì đi làm thôi. Đây, đây sẽ review hết cái này luôn các bạn. À đây, một cái này, cái này là cái đồ của Đại Phong gửi đây, mình nhận của mỗi Đại Phong mà Phong bảo gửi mấy hộp sữa cho em và cháu gái cái gì, nhưng mà mình bảo nặng quá mình cái đồ của mình không hết được các bạn. Đấy, thì là đây là mấy cái đồ mà chung là đồ về trẻ con, đồ hút sữa và tốt, nhưng còn thực sự các bạn cái này tầm 2 triệu ấy. Chỉ mấy cái vòi hút sữa đâu mà không hiểu sao đồ trẻ con đắt vậy, mình mang 2 triệu đây. Sẽ review nhanh những cái đồ này, tất cả những đồ mình sẽ mang về đấy, cả mọi thứ. Nói chung là review nhanh cái này, tai nghe này thì ông anh Tuyên cho Tuyên là kỹ sư trên Tokyo cho mình hôm trước lên ấy. Cái này mua khá đắt đấy, phải tầm man 2 man thì bạn, cái này nghe rất ấm rất tốt luôn, tầm 2-3 triệu đấy. Đấy, nhìn đơn giản này thôi, review nhanh nhé. Đây cái này khẩu trang mà không, cái này là mình mang đến 3 năm rồi bạn. Đấy, từ ngày đầu tiên mà sang đây mình nghĩ là sang đây là đi công trường, mà trước là mình trước khi mình sang Nhật là mình buôn khẩu trang, bán khẩu trang luôn các bạn. Thế là mình rất thoải mái, mình nhiều luôn và mình biết mua chọn hàng chuẩn ấy. Đấy, thì mình không phải ấy gì đâu, trước mình làm cái video làm cách mua khẩu trang ấy. Đấy, thì bạn bán sẽ xem lại video đó. Đấy, mình buôn bán khẩu trang gần năm ấy. Toàn là thùng thùng to mà giao cho hiệu thuốc, giao cho những cái công ty thuốc các bạn. Nói chung bằng này chắc đủ mang về đi cách ly, chứ mình về đi cách ly bạn cũng hơn chục cái đấy. Đây là không mua được cái nào ở Nhật đấy, mình mang công trường mà 3 năm không dùng luôn, và bởi vì đi công trường nó rất là bụi bẩn đấy, nhưng mà đeo vào nó rất khó thở và nó khó chịu lắm, nhưng mà bây giờ thì đeo vào cho an toàn, với lại đeo vào cũng như là khi mà đi lại mọi thứ người ta đỡ phản cảm hơn, tự dưng là mọi người đeo hết mà mình thì không đeo, nói chung không ổn lắm. Đấy. Cái này là những cái dây sạc xiếc mọi thứ, đây là mình sẽ cuốn hết đấy rồi bạn, sạc vào những cái có dây mạng này mọi thứ, review nhanh nhé. Đấy, cái này khá nặng là hơn cân bạn, bây giờ mình chỉ ưu tiên là cân nặng thôi, cái nào nặng thì đấy, cái này quan trọng mà này là ổ cứng, là một T của mình, T 1000G ấy, một hơn 1000G là chỉ chữ tất cả những san block nó trong này hết các bạn. Đấy, trong này hoặc là nó trong đầu nữa, cái này nó mất trong đầu á, cái này là ảnh yếc mọi thứ trong này hết bạn. Đấy. Cuốn sổ sách này, sách quan trọng. Đấy. Cái phần cam này mà mình không biết là mang người ta có đánh thuế không các bạn. Đấy. Người ta có đánh cái này, người ta có đánh thuế không, rất nhiều bạn bảo người ta đánh thuế, nhiều bạn không đánh thuế. Cái này là hơn mình mua là 36 triệu à, 26 triệu đây nhiều bạn. Mình phải xả hết pin, mà pin về chỉ còn một nấc à, hai nấc này thôi. Đấy. Pin cho phép cái này chắc là cho sách tay, còn cho ký gửi thì chả biết được không, mình cho sách tay bạn, sách tay. À, sẽ gì đi nhá, máy quay của mình cũng thì tầm chắc mình chỉ 3-4-5 cân đấy. Đấy, cái đồ này đi theo mình phải ca, cái chân này mình mới mua qua đây, cái chân này là 300 ngàn một nhanh nhá, cái chân máy quay, một cái chân mình đang quay cái máy quay nữa đấy, nó khá nặng bạn này, 7-6-7 lạng 7-8 lạng đúng người bây giờ ưu tiên cân nặng các bạn. Nhưng mà đây là cái chân này, cái chân này chắc nó hơi tàng tã, mình không biết nên mang rồi, nó rất là nó bị mới tan chỗ này, cái này này thì mình không mang về cái này. Đấy. Mình có khoảng hơn 10 cái chân này, nhưng mà nó một cái hỏng cái này hỏng cái hỏng kia lung tung, mỗi cái hỏng tí là mình vứt hết rồi. Để có ba cái đó. Đây là cái ba lô trống mà, đây là một cái ba lô trống mình mua bắt đầu ba cái này mới mua
cái vali ba lô mà vàng xuất cả hàng mới mua, hai cái xách tay là 12 cân bạn, trong này không có gì cả, trong không có gì bạn, không có gì, không có gì đặc biệt cả. Quà đây là cái sô cô la, nói chung là bánh kẹo bạn, bánh kẹo đây chỉ mua một chút thì bánh kẹo đơn giản thôi bạn, bánh kẹo đây là cũng hạt vạc ca cái gì đó là cho anh em họ hàng mới đẩy cho. Nói chung là bây giờ về cách dịch thì cũng không không đi chơi bời gì hết, nhưng mà cách đi hết bánh kẹo chỉ một chút này thôi bạn. Đây là cái bánh kẹo mà chút bánh quả nhân đây, là những đồ cái máy tính này các bạn. Máy tính này mình sẽ mang phải máy tính khá nặng bạn, 2 bạc 3 cân, 3 4 cân, 3 cân. Và cái loa thì không mang về các bạn. À, cái này cái cây này thì mình sẽ mình bởi vì là trước mình mua mình nói nhiều video là mình hứa là phải mang về, nhưng mà bây giờ phải cắt cắt hết này, mình chỉ lấy mỗi gốc một chút thôi để mang về nuôi trồng tiếp, nó sống bạn, sống trong nhà không hiểu sao không dài vậy, 2 năm rồi mà nhiều lúc còn quên cả tháng không 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 cho nước vẫn sống được các bạn, sống dài thật. Hay là mình hứa là mình sẽ mang về, nhưng mình chỉ mang mỗi gốc một chút nhỏ thôi để về nuôi tiếp. Những cái đồ này không có gì bạn, không có gì. Review nhanh một cái chỗ này bạn thấy tầm 5-7 cân đấy. Đấy. Nhanh nha bạn, vì là không có thời gian mua đồ bạn, nếu mà đã vào khoảng khoảng 1 tuần nữa thì mình sẽ mua được nhiều đồ hơn. Chỗ này nó hơi ấy nhỉ, bạn sẽ cho bên này nhé, bên này sẽ nó ngược sáng hơn không đấy. Nó đỡ hơn, nó hơi bóng à, nhà hơi lộn xộn bạn, mình đang dọn dẹp các bạn đấy. Mình cũng biết cái chỗ nào nó sáng sáng hơn một chút các bạn nhỉ. Góc quay studio mình không biết chỉnh ánh sáng mọi thứ nữa, cái máy quay mình cứ để tự động thôi các bạn. Bạn đợi mình một chút nhé, sẽ review nhanh cái hộp này, rồi để này, chắc chắn cứ để ở cái chỗ trước nha bạn. Review nhanh này, đấy, những cái đồ mang về, nói chung là không mua được nhiều quà đồ ấy bạn, không có thời gian mua, biết lại gấp quá. Mình chuẩn bị mới, người ta mới thông báo được chiều qua chiều kia, đấy, 1-2 ngày đây. Mình vừa việc đấy, bánh kẹo này. Bánh kẹo thì mình mua khoảng 1 cân bánh kẹo thôi. Thích thì về Việt Nam mình bỏ tầm đô 3 triệu ra hơi siêu thị mua quá thì đầy. Nói chung là kẹo Nhật thì tốt rồi, đây bạn xem Nhật thì nó có chữ Nhật ngoằn ngoằn nó ngon thử rồi, nhưng bây giờ thì giờ kẹo ăn vào bụng hết, chứ còn những cái loại này thì nói chung nó không hết được. Đấy. Bánh kẹo mình sẽ cho một chút bánh kẹo, cái này là không có gì chẳng đây, bánh kẹo tầm 2 cân, chút rong biển này. Mình sẽ cho hết bánh kẹo này nhé, không có gì cả. Đây là quả bi, bin này phải cho xách tay bạn, bin của phần cam cũng khá nặng bạn, quả này phải tầm lạng đấy, 2 quả 2 lạng, và bây giờ tính từng lạng một luôn các bạn, cái nào mà không cần thiết cái vỏ việc là vứt hết luôn đấy. Bây giờ là bởi vì là cân nặng nó quá người ta sẽ phạt tiền này, phạt tiền vài triệu thì mang cái lạng thì mình cứ mang bằng số cân thôi, mang một chút cho bỏ, cái này không có gì cả. Cái hộp xì tôn cái hộp này nhai mình sẽ mang lên máy bay hoặc là đi về nào kiểu nhai thơm mồm bổ phổi cái gì á. Cái này không phải như là để ấy đâu đấy, mình ít mua, nhưng mà về thì thôi mua một cái này. Cái này là hộp sữa, cái hộp này hộp đựng ấy đấy, hộp này hộp không có gì cả, hộp mình đựng máy ảnh ý, đấy máy ảnh thì đang quay này, mình sẽ cho vào đây. Cái này quà sẽ không mua được nhiều, mua về cho gia đình 2 hộp này bạn. Ngày hôm trước mình nói ở video trước ấy, cái này là tiêu, nhưng mà bởi vì để mua là nó có cái này vặn vặn nó xay ra luôn bạn. Mua là vì là cái ấy này đâu, cái có nó có vặn nó tiện đâu. Cái này khá nặng bạn, 2 lạng gần lạng 2 lạng này. Nặng nó lên nó thủy tinh nó nặng. Đây là cái bếp ga bạn, cái ga bạn bếp ga huyền thoại đây mua. Bạn thấy các bạn nhìn cái bếp quen 3C nó khoảng 600 ngàn, nói chung là mua về thi thoảng đi sinh tồn mọi thứ này, trong mình ra đây bật phát nó cháy luôn bạn, rất là dễ. Cái này đút cúp quần được các bạn, đút cúp về đi xe máy, đút cúp cúp xe được, mình ra đây đi xe đạp thì không có cúp xe được. Đơn giản con dấu này, mình con dấu riêng mà, dấu riêng mang tên mình này, con dấu này mai này về không ký lắm, chơi ký dấu thì mình nhanh nhá. Để tiền xu mình qua đổi hết rồi bạn, được có mấy triệu thôi, thì bây giờ còn sót mấy đồng một tí mình đi tiêu hết để một vài đồng và mang về kỷ niệm. Nói chung không mang được nhiều, nghĩa là mang nhiều qua sân bay mọi thứ đấy người ta không cho đâu, chỉ mang mấy đồng kỷ niệm thôi. Cái này là đi theo máy ảnh này, 2 cái bút này, cạo râu mọi thứ chắc tí
có gì cả bạn. Đây hai cái dây đàn, đây hai dây đàn bố mình bảo mua chọn, nhưng mà bố mình chơi đàn đấy, mình về chắc mình học đánh đàn mọi thứ. À, trước mình mua một cây nhưng mà rơi vỡ rơi tan bạn, nên là chắc nào mình về mua cái đàn học cái đàn. Mình chưa biết đánh ấy. Đánh được cái bài Tây Du Ký học mãi còn chưa chưa thuộc hết bạn thưa soạn. Đấy, hai bộ dây đàn này không biết là phải dây chuẩn không bạn, bảo là bẻ này thì nó không cong, nhưng mà bẻ nó phật nó cái dây chun ấy, nhưng mà cái này nó cong. Thôi cứ mua về cái này thì cũng khá là rẻ, cái này cũng tầm hơn 100-200 ngàn một cái bộ dây đàn này, đàn đàn guitar bạn, guitar nào mình vẽ chắc livestream đánh. Nhưng mà được cả livestream hay đấy trên Facebook, Facebook chắc được, còn YouTube này là nó bản quyền, nó bạn hát bản quyền cho bạn để làm cái chân máy quay nữa. Hai cái này son chưa biết tặng ai và đi tặng gái. Cái này khá đắt rồi bạn, phải tầm tạm thóc này. Đúng. 800 ngàn, 800-900 ngàn hai cái son này. Đấy, cứ mua tạm đây, hôm nọ thấy anh em mua thì thôi quá tay thì thôi đã mua rồi bạn. Đấy, cái để đây mai này dùng sau. Cái này là đũa bạn, đũa này thì mình vứt hết vỏ rồi đấy, 6 đôi, nhà mình có 5 người thì mình mua 6 đôi, 6 đôi đây, mỗi đôi là 20 đâu 200-120 ngàn. Xin chia nhanh đây bạn. Đấy, cái đồ này đi máy quay nên là những cái, cái này là cái dây mic, cái đồng hồ, hai đồng hồ này, đồng hồ rẻ tiền bạn, mình không tiền mua cái loại đắt đâu. Cái này là có 60 ngàn, cái này là cũng 100 ngàn, đeo nói chung được, không đeo giỏ đeo gì ấy đâu, chứ mình bình thường đeo vướng lắm bạn. Đấy, không có gì cả, cái này không có gì, cái này là cái nhiệt kế mình mua này, đo nhiệt kế này, đo cái này cũng 100 ngàn. Đấy, hết bạn, không có gì. Đấy. À, cái loa về thì không mang về. Đấy, mình chỗ này phân cái tiền này, trong này thì review cái ví này. cái này bao tiền này, có đến 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7 khoảng hơn chục triệu bạn. Thế mình ra, mình nghĩ là ra sân bay ở Nhật Bản hoặc về Việt Nam mình đổ cho mua một chút sim hay là mua cái gì đồ đạc mọi thứ, là tiền nói chung mấy tháng này tiêu nhiều quá bạn. Đấy, hơn chục triệu tiền Nhật, nói chung về chừng này chả làm được cái gì bạn. Đấy thì trong này có tiền này, có tiền Việt, bây giờ mang 3 năm về mới về có cơ hội tiêu ạ. Cái đồng này biết bây giờ 1.000, và theo bạn mua được cái gì ở Nhật, ở Việt Nam mình không nghĩ được vậy. 1.000, 2.000 đây, mình là 2.000 đây, có đồng 10.000 đây. 10.000. Đúng, chừng này cũng phải tầm 5 7 đấy đó. Gần 100 ngàn, này, mấy chục nghìn đấy bạn. Có đồng Thái đô này. Đấy. Thì tất cả đây bạn. Mình sẽ quay sơ qua cua một lượt các bạn. Đấy, đây này. Tất cả những cái chỗ này mình sẽ mang về, mình chưa cân nặng không biết là bao nhiêu bạn. Đấy, hai cái này đã là 13-14 cân, chỗ này sách là nặng nhất, sách thì tầm hơn 20 cân bạn. Đây sách chỗ này nặng mà nó đồ quần áo cũng khá là nhiều đấy, mình nếu mà bỏ chắc là không biết là bỏ cái gì luôn bạn, bỏ chắc bỏ bớt lại quần áo, còn sách thì nói chung cũng bớt bớt một chút, không phải bớt nhiều được, sách cũng quan trọng bạn. Đấy, quan trọng là nói chung là đang sắp xếp đồ đây bạn, vội quá. Đấy, vội quá, cảm xúc nó sắp về thì chắc là video này là khi mình đăng lên là mình về Việt Nam rồi đấy các bạn. Đấy, mình đăng lên để mình hẹn giờ ấy, thì kiểu YouTube là kiểu đăng lên xong là đến giờ đến ngày nó sẽ hiện lên ấy. Mình không có thời gian luôn, mà không thời gian làm video, đáng là còn tuần bạn làm khá nhiều video, làm nhiều việc và đi lên Tokyo gặp mọi người, là còn đi mua đồ đạc mọi thứ nữa, nhưng mà không có thời gian mà gấp quá, bị dịch trò dịch cúm vậy, mình về chắc là phải cách ly đó. Chắc chắn cách ly rồi, nhưng mình không biết là cuộc sống cách ly nào, có mạng online trả lời cái tin nhắn, cái bình luận hay là tất cả mọi người hay không. Nên là mình nói chung là cứ để tùy kỳ tự nhiên thôi. Đấy, cứ tự nhiên cái gì đến thì nó sẽ đến thôi, cũng không phải lo lắng không ấy gì nhiều. Nên mình sẽ cả không cách ly, mình cũng cách ly xung phong cách ly các bạn. Đấy. Bởi vì là không, bây giờ ngày bây giờ đi Nhật và nó cũng khác ngày xưa bạn, như ngày xưa đi Nhật đi còn về còn hoành tráng, bây giờ không phải hoành tráng đâu bạn. Nhật mà đi và đi chạy nhanh khắp xóm thì người ta không tốt đâu, người ta cho mình ra bánh đóng ngựa luôn. Đấy, thì cơ review cơ bản thế thôi. Mình sẽ chuẩn bị xếp xếp vào đồ, xong mình sẽ nói chung là nhiều việc quá bạn. Đấy, nhiều việc lắm thì cảm ơn bạn xem, thì chào bạn, hẹn gặp bạn ở những view mới, hẹn gặp bạn ở Việt Nam, mình sẽ về Việt Nam. Nhiều bạn đã bảo gặp mình hay là gọi điện mọi thứ là một cho mình, nhưng chung mình không khó, rất là khó hẹn với mọi người, nếu có duyên cơ duyên thì sẽ gặp thôi. Đấy thì cũng rất là khó.
Đấy, nhiều bạn nhắn tin mình không trả lời được, khó bạn ạ. Đấy, lúc trả lời được, lúc không mình rất là bận ấy. Chắc về Việt Nam mình sẽ nhiều thời gian hơn thì mình sẽ trả lời tương tác các bạn luôn, cả cả bình luận hay là trên Facebook mọi thứ ấy. Đấy, mình sẽ cố gắng trả lời các bạn. Thì cảm ơn bạn xem, thì chào bạn, hẹn gặp bạn ở Việt Nam. Chào các bạn.